Các bạn, rất vui khi lại được gặp các bạn trong video của chương 3 Phương trình bậc nhất luận ẩn. Ở trong chương 3 này thì cô sẽ dẫn các bạn đi tìm hiểu các nội dung sau. Nội dung thứ nhất là mở đầu về phương trình. Ở trong bài đầu tiên, mở đầu về phương trình thì chúng ta sẽ được làm quen với các kiến thức, đó chính là khái niệm về phương trình một ẩn, tập nghiệm của phương trình, cách giải phương trình, thế nào là hai phương trình tương đương. Nội dung thứ hai mà chúng ta sẽ nghiên cứu ở trong chương này đó chính là phương trình bậc nhất và cách giải. Ở trong nội dung này thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về phương trình đưa được về dạng AX cộng B bằng 0, phương trình tích, phương trình có chứa ẩn ở mẫu. Và nội dung thứ ba mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong chương này đó chính là giải bài toán bằng cách lập phương trình. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn đi tìm hiểu bài đầu tiên của chương, đó chính là bài mở đầu về phương trình. Trước tiên chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu phần một nhỏ phương trình một ẩn. Chúng ta sẽ cùng nhau đi xét A nhỏ ví dụ. Rồi bây giờ cô có bài toán sau. Tìm x, viết 2x cộng 5 bằng 3 nhân với x trừ 1 cộng 2. Các bạn quan sát lên bài toán tìm x này. Đây chính là bài toán tìm x rất quen thuộc mà chúng ta đã được học ở trong chương 1 rồi đúng không nào? Thì quan sát bài toán này, chúng ta thấy này, chúng ta có hai biểu thức của cùng một biến x. Biểu thức thứ nhất là 2x cộng 5, biểu thức thứ hai là 3 nhân với x trừ 1 cộng 2. Hai biểu thức này được liên kết với nhau bởi dấu bằng. Khi đó cả cái hệ thức 2x cộng 5 bằng 3 nhân với x trừ 1 cộng 12 được gọi là một phương trình ẩn x. Như vậy các bạn chú ý này, ta sẽ gọi cái hệ thức là 2x cộng 5 bằng 3 nhân với x trừ 1 cộng 2 là một phương trình ẩn x. Và khi đó cái biểu thức 2x cộng 5 nó nằm ở bên tay trái của dấu bằng thì người ta gọi là bên trái. Còn biểu thức 3 nhân với x trừ 1 cộng 2 nằm ở bên tay phải của dấu bằng thì khi đó cái biểu thức này được gọi là phía phải. Như vậy tổng quát lên, chúng ta sẽ có định nghĩa về phương trình ẩn x như sau. Phương trình ẩn x sẽ có dạng là AX bằng với lại BX. Trong đó các bạn lưu ý cho cô là AX và BX là hai biểu thức của cùng một biến x. Và khi đó cái biểu thức AX này được gọi là vế phải, còn biểu thức BX được gọi là vế trái. Như vậy dựa vào định nghĩa cái phương trình một ẩn x này này thì chúng ta cũng có định nghĩa về phương trình ẩn y, ẩn t, ẩn u, cũng được định nghĩa tương tự như phương trình ẩn x. Bây giờ dựa vào cái định nghĩa này thì chúng ta sẽ lấy các ví dụ về phương trình một ẩn như sau. Thứ nhất, cô sẽ có phương trình là 3x cộng 6 bằng với x trừ đi 5. Thì đây chính là một phương trình ẩn x. Ở trong phương trình này thì vế trái của phương trình chính là biểu thức 3x cộng 6, còn vế phải của phương trình chính là x trừ đi 5. Tương tự như vậy, bây giờ chúng ta sẽ lấy một cái ví dụ về phương trình ẩn t. Ví dụ như phương trình là 6 nhân với lại 2t trừ đi 1 bằng 5 trừ đi t. Thì đây chính là một phương trình, đây cũng chính là một phương trình một ẩn. Và phương trình này chính là một phương trình ẩn t. Các bạn lưu ý cho cô nhé. Ngoài phương trình ẩn x, ẩn t ra thì chúng ta có thể có phương trình ẩn y, ẩn u, ẩn z rất là nhiều. Như vậy là chúng ta vừa được làm quen với định nghĩa phương trình một ẩn rồi, lấy các ví dụ về phương trình một ẩn rồi. Bây giờ áp dụng, các bạn sẽ làm cho cô bài tập sau. Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình một ẩn? Cô sẽ có 4 phương trình. Phương trình thứ nhất là y cộng 2 bằng với 2y trừ 1. Phương trình thứ hai, x bình bằng 16 trừ đi 4x. Phương trình thứ ba, x cộng 1 bằng 2x. Phương trình thứ tư, x cộng 12y bằng 5 trừ đi x.
chúng ta sẽ cùng nhau xét phương trình, từng phương trình một. Thì các bạn để ý phương trình thứ nhất này, chúng ta thấy là hai vế của cái phương trình này thì đều là hai biểu thức của cùng một ẩn y. Khi đó phương trình thứ nhất này chính là phương trình một ẩn, và ẩn đây chính là ẩn gì? Ẩn y, chính xác. Tiếp theo phương trình thứ hai này cũng chính là phương trình một ẩn, và ẩn ở đây chính là ẩn x, tại vì hai vế của phương trình này đều là của cùng một biểu thức ẩn x. Phương trình thứ ba cũng chính là phương trình một ẩn, và ẩn ở đây chính là ẩn gì? Ẩn x. À, tiếp theo các bạn xét cho cô phương trình thứ tư. Phương trình này có phải là phương trình một ẩn hay không? À, các bạn lưu ý này, phương trình này không phải là phương trình một ẩn, tại vì ở trong cái phương trình này nó có trừ hai ẩn. Ẩn thứ nhất là ẩn x và ẩn thứ hai là ẩn y. Như vậy đây không phải là phương trình một ẩn. Các bạn lưu ý là phương trình một ẩn thì nó chỉ có duy nhất một ẩn mà thôi. Như vậy ở đây chúng ta sẽ có phương trình thứ nhất, phương trình thứ hai, phương trình thứ ba là phương trình một ẩn. Bây giờ các bạn làm cho cô hỏi chấm số 2. Hỏi chấm số 2 yêu cầu như sau. Khi x bằng 6, hãy tính giá trị mỗi vế của phương trình 2x cộng 5 bằng 3 nhân với x trừ đi 1 cộng 12. Bây giờ trước khi tính giá trị mỗi vế thì chúng ta phải xác định được cho cô đâu là vế trái và đâu là vế phải của phương trình này đã. Thì quan sát vào phương trình này, chúng ta thấy vế trái của phương trình này chính là 2x cộng 5, còn vế phải chính là 3 nhân với lại x trừ đi 1 cộng 2. Bây giờ chúng ta sẽ tính giá trị mỗi vế của phương trình này khi x bằng 6. Rồi khi x bằng 6 thì ta có này, vế trái này. Đây, các bạn quan sát vế trái, tức là nó sẽ nằm ở bên tay trái. Thì chỗ nào có x chúng ta sẽ thay bằng 6 vào. Thì vế trái sẽ bằng là 2 nhân x cộng 5, thì chỗ x này chúng ta sẽ thay bằng 6. Như vậy ta sẽ có là 2 nhân vế 6 cộng với 5. 2 nhân 6 bằng 12. 12 mà cộng với 5 sẽ bằng 17. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ có vế phải sẽ bằng là 3 nhân với x trừ đi 1 cộng 2. Như vậy chỗ x chỗ này chúng ta sẽ thay bằng 6 cho cô. Như vậy chúng ta sẽ có vế phải sẽ bằng là 3 nhân với lại 6 trừ đi 1, do đó cộng với 2. Chúng ta sẽ tính giá trị trong ngoặc trước. 6 trừ đi 1 sẽ bằng 5. Như vậy chỗ này sẽ bằng 3 nhân 5 cộng 12. 3 nhân 5 sẽ bằng là 15. 15 cộng 2 chính bằng 17. Như vậy, sau khi tính giá trị của vế trái và vế phải rồi, thì bây giờ các bạn có nhận xét gì về giá trị hai vế này khi x bằng 6? Thì ta thấy là gì? Ta thấy là vế trái thì bằng với vế phải và cùng bằng 17. À, khi x bằng 6 thì ta thấy là giá trị vế trái bằng giá trị vế phải. Vậy thì người ta kết luận là x bằng 6 thỏa mãn phương trình, hay người ta gọi x bằng 6 chính là một nghiệm của phương trình 2x cộng 5 bằng 3 nhân với x trừ 1 cộng 2. Vậy thì từ cái hỏi chấm số 2 này, bây giờ các bạn hãy cho cô biết là, vậy thì một giá trị là nghiệm của một phương trình khi nào? Thì các bạn chú ý cho cô là một giá trị là một nghiệm của một phương trình khi chúng ta thay giá trị đó vào hai vế của phương trình thì giá trị hai vế của phương trình đều bằng nhau, thì khi đó giá trị đấy được gọi là một nghiệm của phương trình. Như vậy tổng quát lên, chúng ta sẽ có là muốn xét xem giá trị x bằng a có là nghiệm của phương trình hay không, ta sẽ làm như sau. Ta sẽ làm theo 3 bước. Bước thứ nhất, chúng ta sẽ tính giá trị hai vế của phương trình khi x bằng a. Bước thứ hai, chúng ta sẽ so sánh giá trị của hai vế. Và bước thứ ba, chúng ta sẽ kết luận nếu giá trị hai vế mà bằng nhau thì kết luận giá trị x bằng a này là nghiệm. Còn ngược lại, nếu giá trị hai vế mà không bằng nhau thì chúng ta sẽ kết luận giá trị x bằng a này không phải là nghiệm của phương trình. Các bạn lưu ý cho cô 3 bước để xét xem một giá trị x bằng a có là nghiệm của phương trình hay không nhé. Tiếp theo, bây giờ các bạn làm cho câu hỏi chấm số 3 trong sách giáo khoa. Cho phương trình 2 nhân với x cộng 2 trừ đi 7 bằng 3 trừ đi x. Ý A, x bằng âm 2 có thỏa mãn phương trình hay không? Ý B, x bằng 2 có là nghiệm của phương trình hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau đi xét ý A trước.
Bây giờ muốn biết giá trị x bằng âm 2 có thỏa mãn phương trình này hay không? Thì chúng ta sẽ thay lần lượt giá trị x bằng âm 2 vào vế trái và vế phải của phương trình này. Nếu giá trị hai vế mà bằng nhau, thì ta kết luận giá trị x bằng 2 này, âm 2 này là nghiệm. Còn ngược lại, nếu giá trị hai vế mà không bằng nhau, thì ta kết luận giá trị x bằng âm 2 này không là nghiệm. Chúng ta cùng đi làm nào. Khi x bằng âm 2 thì ta sẽ có vế trái của phương trình chính là 2 nhân với x cộng 2 trừ đi 7. Như vậy chúng ta sẽ có giá trị vế trái sẽ bằng 2 nhân với lại, chỗ này có x thì chúng ta sẽ thay bằng trừ 2 cho cô. Như vậy là 2 nhân với trừ 2 cộng với 2, sau đó trừ đi 7. Thì chúng ta sẽ tính trong một trước, trừ 2 cộng 2 sẽ bằng 0. Như vậy biểu thức này sẽ bằng là 2 nhân với 0 trừ đi 7, 2 nhân 0 bằng 0, 0 trừ đi 7 sẽ bằng âm 7. Như vậy vế trái có giá trị là âm 7. Tương tự chúng ta sẽ có vế phải của phương trình này chính là 3 trừ đi x. Như vậy giá trị vế phải cái x bằng âm 2 chính bằng là 3 trừ đi trừ của 2, trừ với trừ thành cộng. Như vậy chỗ này sẽ thành là 3 cộng với 2, 3 cộng 2 chính bằng 5. Sau khi tính giá trị của hai vế rồi thì các bạn so sánh cho cô. Các thấy vế trái có giá trị bằng âm 7, còn vế phải có giá trị bằng 5. Như vậy là vế trái khác với lại vế phải. Vậy thì chúng ta sẽ kết luận là giá trị x bằng âm 2 không thỏa mãn phương trình. Tương tự như vậy chúng ta làm vế B cho cô. Khi x bằng 2 thì chúng ta sẽ có vế phải chính bằng là 2 nhân với mở ngoặc 2 cộng 2 đóng ngoặc lại trừ đi 7. Chúng ta sẽ tính trong ngoặc trước này, 2 cộng 2 bằng 4, 4 nhân 2 sẽ bằng 8. Như vậy chúng ta sẽ có 8 trừ đi 7 chính bằng 1. Còn chúng ta sẽ có vế phải đây, vế phải là 3 trừ x, mà x ở đây bằng 2. Như vậy chúng ta sẽ có là 3 trừ đi 2 chính bằng mấy? À, bằng 1. Như vậy vế phải của chúng ta sẽ bằng 1. Như vậy từ đây thấy là giá trị của vế trái và vế phải bằng nhau, tại vì cùng có giá trị là 1. Như vậy thì chúng ta sẽ kết luận là giá trị x bằng 2 này là một nghiệm của phương trình đã cho. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau giải quyết xong hỏi chấm số 3 rồi. Bây giờ các bạn làm cho cô áp dụng này. Trong các giá trị x bằng 2, x bằng 3, x bằng âm 3, x bằng 0, giá trị nào là nghiệm của mỗi phương trình sau? Ý thứ nhất, A, x bằng 2. À, giá trị này x bằng 2 thì thấy là gì nhỉ? Khi thay giá trị x bằng 2 vào đây thì 2 sẽ bằng 2. Như vậy x bằng 2 này chính là một nghiệm của phương trình x bằng 2. Hay nói khác là phương trình này có một nghiệm duy nhất và chính là x bằng 2. Tương tự như vậy, ý B, x bình trừ đi 9 bằng 0. Khi thay 4 giá trị này vào thì ta thấy là giá trị x bằng 3, 3 bình đây bằng 9, 9 trừ 9 chính bằng 0. Như vậy x bằng 3 này chính là một nghiệm của phương trình x bình trừ đi 9 bằng 0. Tương tự như vậy, khi thay giá trị x bằng âm 3 thì ta có là âm 3 tất cả bình chính bằng 9, 9 trừ 9 như vậy là bằng 0. Như vậy x bằng âm 3 này cũng là một nghiệm của phương trình x bình trừ 9 bằng 0. Như vậy cái phương trình x bình trừ 9 bằng 0 này sẽ có hai nghiệm. Nghiệm thứ nhất là x bằng 3 và nghiệm thứ hai là x bằng âm 3. Ý C này, x bình bằng âm 1. À, các bạn để ý này, khi chúng ta thay bất kỳ 4 giá trị này vào đây, hoặc chúng ta thay bất kỳ giá trị nào vào cái phương trình này, thì thấy là cái vế trái này, bình phương thì nó luôn luôn dương, còn vế phải trừ 1 là nó âm. Một vế thì luôn luôn lớn hơn hoặc bằng 0. Vế trái thì luôn lớn hơn hoặc bằng 0, còn vế phải thì nhỏ hơn 0. Như vậy giá trị hai vế này không bằng nhau. Như vậy chúng ta kết luận là phương trình này sẽ không có nghiệm. Ý D này. Ý D thấy này, khi chúng ta thay lần lượt cả 4 giá trị này vào cái phương trình ở ý D này thì cả 4 giá trị này đều làm cho giá trị của hai phương trình này bằng nhau. Ngoài ra khi chúng ta thay bất kỳ giá trị nào của x nào vào hai vế của phương trình thì hai vế của phương trình cũng bằng nhau. Tại sao hai vế của phương trình này lại bằng nhau? Thì thấy là gì nhỉ? Khi chúng ta sẽ nhân 2 với x cộng 1 thì ta sẽ có là
sẽ được là 2x cộng 2. Như vậy là hai vế của phương trình này là cùng một biểu thức đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ kết luận là phương trình này sẽ có vô số nghiệm vì hai vế của phương trình là cùng một biểu thức. Như vậy qua cái bài tập mà chúng ta vừa làm này thì chúng ta sẽ có một cái chú ý như sau. Các bạn chú ý này, từ phương trình A thấy là x bằng 2 thì phương trình này sẽ có duy nhất một nghiệm là x bằng 2. Như vậy, tổng quát lên, các hệ thức mà có dạng x bằng m với m là một số nào đó thì cũng là một phương trình. Và phương trình này nó chỉ rõ rằng m là nghiệm duy nhất của nó. Ví dụ như ý A này, x bằng 2 thì nó là một phương trình. Và phương trình này chỉ rõ rằng phương trình này có duy nhất một nghiệm và chính là x bằng 2 thôi. Rồi các bạn quan sát phương trình ý B này. Phương trình này có thể có mấy nghiệm đây? À có 2 nghiệm đúng không? Ở phương trình A này thì nó có chỉ duy nhất một nghiệm thôi. Phương trình ý B này có thể, ta thấy là nó có mấy nghiệm? À có 2 nghiệm. Phương trình ở ý C này không có nghiệm nào. Phương trình ở ý D này thì có vô số nghiệm. Như vậy, một phương trình chúng ta thấy nhận thấy rằng nó có thể có một nghiệm, hai nghiệm, ba nghiệm, vân vân, nhưng cũng có thể không có nghiệm nào. Ví dụ như phương trình ở ý C, hoặc nó cũng có thể có vô số nghiệm như phương trình ở ý D. Và các bạn lưu ý rằng này, phương trình mà không có nghiệm nào thì người ta gọi là phương trình vô nghiệm. Giống như ở phương trình ý C này này, phương trình này không có nghiệm nào đúng không? Hay nói cách khác, phương trình ở ý C này người ta còn gọi là phương trình vô nghiệm. Như vậy là chúng ta vừa đi tìm hiểu về phương trình một ẩn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu phần thứ hai, đó chính là giải phương trình. Thì trước tiên chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu khái niệm tập nghiệm của phương trình là gì đã. Thì chúng ta sẽ có khái niệm như sau. Tập hợp các nghiệm của phương trình thì gọi là tập nghiệm của một phương trình. Các bạn lưu ý cho cô nhé. Tập hợp các nghiệm của phương trình gọi là tập nghiệm của phương trình đó. Và tập nghiệm của phương trình thì người ta ký hiệu là chữ S, chữ S in hoa nhé. Chúng ta có ví dụ như sau. Ví dụ này, phương trình x bình trừ đi 9 bằng 0. Chúng ta vừa tìm hiểu ở phần áp dụng thì đã thấy là nó có hai nghiệm đúng không? Thì khi đó cái phương trình này sẽ có tập nghiệm như sau. Các bạn lưu ý là tập nghiệm thì chính là tập hợp các nghiệm. Do đó sẽ được viết dưới dạng tập hợp nhé. S sẽ bằng là trừ 3, 3. Như vậy là tập nghiệm của cái phương trình này sẽ có hai phần tử. Phần tử thứ nhất là âm 3 và phần tử thứ hai là 3. Lưu ý cho cô. Tương tự như vậy thì bây giờ chúng ta cùng nhau làm hỏi chấm số 4 trong sách giáo khoa. Hỏi chấm số 4 yêu cầu như sau, hãy điền vào chỗ trống. Rồi người ta cho chúng ta hai phương trình, hai ý. Ý thứ nhất, ý A, phương trình x bằng 2 có tập nghiệm là à, phương trình x bằng 2 này thì chỉ có duy nhất một nghiệm thôi. Như vậy tập nghiệm của cái phương trình này thì chỉ có gồm có một phần tử, đó chính là S sẽ bằng 2. Ý B, phương trình vô nghiệm có tập nghiệm là à, phương trình vô nghiệm tức là cái tập nghiệm của nó không có phần tử nào đúng không? Mà tập hợp không có phần tử nào thì chính là tập rỗng. Như vậy tập nghiệm của phương trình này S chính bằng là rỗng. S chính bằng tập rỗng. Rồi, vậy thì khi bài toán yêu cầu chúng ta giải một phương trình, tức là chúng ta phải làm gì? À, khi bài toán yêu cầu chúng ta giải một phương trình, nghĩa là chúng ta phải tìm tất cả các nghiệm, hay nói cách khác là chúng ta phải đi tìm tập nghiệm của phương trình đó. Vậy thì giải phương trình chính là tìm tất cả các nghiệm của phương trình đó, hay nói cách khác là chúng ta phải đi tìm tập nghiệm của phương trình đó. Như vậy các bạn nhớ cho cô khái niệm về tập nghiệm và giải phương trình. Rồi các bạn áp dụng làm cho cô. Bài tập sau, các cách viết sau đúng hay sai? Ý A, phương trình x bình bằng 1 có tập nghiệm là S bằng 1, nó chỉ gồm phần tử là 1. Ý B, phương trình x cộng 2 bằng 2 cộng x có tập nghiệm S bằng R. À, bây giờ các bạn quan sát lên phương trình đầu tiên. Muốn biết phương trình này có tập nghiệm là S bằng 1 này đúng hay sai thì chúng ta phải đi tìm tất cả các nghiệm của phương trình này đúng không? Phương trình x bình bằng 1 thì các bạn lưu ý rằng này, khi chúng ta thay tại chữ x bằng 1 vào cái vế trái của phương trình này thì đã có 1 bình chính bằng 1. Như vậy phương trình này có một nghiệm là
S bằng 1, x bằng 1. Ngoài cái nghiệm x bằng 1 ra thì phương trình này còn có một nghiệm nữa, đó chính là x bằng âm 1. Vì sao? Vì khi thay giá trị x bằng âm 1 vào về trái thì ta có là trừ 1 tất cả bình phương cũng chính bằng 1. Như vậy giá trị hai vế của nó cũng bằng nhau. Như vậy giá trị x bằng âm 1 cũng là một nghiệm. Như vậy tập nghiệm của phương trình này S bằng 1 này nó chỉ có một giá trị là sai, mà phương trình này phải có tập nghiệm là S bằng âm 1, 1. Tức là tập nghiệm của nó phải có 2. Tập nghiệm của nó phải có hai giá trị là âm 1 và 1, có hai phần tử đấy. Rồi ý B, phương trình x cộng 2 bằng 2 cộng x có tập nghiệm S bằng R. Cái này là đúng, vì phương trình này nó thỏa mãn với mọi x thuộc R. Với bất kỳ giá trị nào của x thuộc R thì cũng đều là nghiệm của cái phương trình này. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu một cái khái niệm nữa, đó chính là phương trình tương đương. Trước tiên các bạn làm cho cô bài tập sau. Cho phương trình x bằng 2 và phương trình x trừ 2 bằng 0. Các bạn hãy tìm tập nghiệm của mỗi phương trình và nêu nhận xét cho cô. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi giải quyết bài toán này. Thì các bạn thấy này, phương trình đầu tiên x bằng 2 thì phương trình này chỉ có một nghiệm là x bằng 2 thôi. Do đó phương trình này sẽ có tập nghiệm là S bằng 2. Tiếp theo phương trình x trừ 2 bằng 0 thì ta để ý rằng này, cái phương trình này cũng chỉ có một giá trị là x bằng 2. Như vậy phương trình này có tập nghiệm là S bằng 2. Như vậy quan sát cả hai tập nghiệm của phương trình này, ta thấy là gì nhỉ? Hai phương trình này có cùng một tập nghiệm. Như vậy chúng ta thấy là nhận xét là hai phương trình này có cùng một tập nghiệm. À, ta thấy là hai phương trình x bằng 2 và phương trình x trừ 2 bằng 0 có cùng một tập nghiệm là S bằng 2. Thì khi đó phương trình x bằng 2 và phương trình x trừ 2 bằng 0 được gọi là hai phương trình tương đương với nhau. Vậy thì theo các bạn, thế nào là hai phương trình tương đương? Thì chúng ta sẽ có định nghĩa. Hai phương trình có cùng tập nghiệm thì được gọi là hai phương trình tương đương. Các bạn lưu ý nhé, hai phương trình mà tương đương với nhau thì hai phương trình đó phải có cùng một tập nghiệm. Rồi, và người ta ký hiệu hai phương trình tương đương với nhau, người ta sẽ dùng mũi tên hai chiều để biểu thị hai phương trình tương đương với nhau. Ví dụ, phương trình x bằng 2 sẽ tương đương với phương trình x trừ đi 2 bằng 0. Đây là cách viết biểu thị hai phương trình tương đương với nhau nhé. Rồi, vậy thì dựa vào cái định nghĩa hai phương trình tương đương, các bạn sẽ làm được câu bài tập sau. Hai phương trình x bình bằng 1 và x bằng 1 có tương đương không? Vì sao? À, vậy bây giờ muốn biết hai phương trình này có tương đương với nhau hay không thì trước tiên chúng ta phải đi tìm tập nghiệm của chúng, sau đó so sánh tập nghiệm của chúng. Nếu chúng có cùng tập nghiệm thì hai phương trình này tương đương với nhau, còn nếu chúng không có cùng tập nghiệm thì hai phương trình này không tương đương với nhau. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đi giải toán quyết bài toán này. Nhất phương trình thứ nhất x bình trừ 1, x bình bằng 1 thì phương trình này sẽ có tập nghiệm là S bằng âm 1 và 1. Rồi còn phương trình x bằng 1 thì có tập nghiệm là S sẽ bằng 1. Như vậy các bạn quan sát vào hai cái tập nghiệm này, chúng ta thấy hai tập nghiệm này có giống nhau hay không? À, tập nghiệm thứ nhất thì gồm có hai phần tử. Phần tử thứ nhất là âm 1 và 1. Còn tập nghiệm thứ hai thì chỉ có một phần tử thôi, đó chính là 1. Như vậy hai cái phương trình này không có cùng tập nghiệm. Các bạn chúng ta kết luận là vậy hai phương trình này không tương đương với nhau. Các bạn lưu ý nhé, nó chỉ tương đương với nhau khi tập nghiệm của chúng giống y hệt nhau. À, như vậy là chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu xong lý thuyết của bài mở đầu về phương trình. Như vậy ở trong cái bài mở đầu về phương trình này, các bạn cần nắm được cho cô 3 nội dung sau. Nội dung thứ nhất là thế nào là phương trình mật ẩn. Thì phương trình mật ẩn chính là phương trình có dạng AX bằng PX, trong đó AX được gọi là vế trái, PX được gọi là vế phải.
Và các bạn lưu ý là AX và BX chính là hai biểu thức của cùng một biến x. Và các bạn cần phải nhớ cho cô nghiệm của phương trình là gì? Thì nghiệm của phương trình chính là giá trị của biến làm cho giá trị hai vế của phương trình nó bằng nhau. Lưu ý nhé. Tiếp theo là giải phương trình. Giải phương trình thì các bạn cần phải nhớ cho cô thế nào là tập nghiệm của phương trình. Thì tập hợp tất cả các nghiệm của một phương trình được gọi là tập nghiệm của phương trình đó. Và các bạn lưu ý, giải phương trình chính là quá trình đi tìm tập nghiệm của phương trình. Tức là khi bài toán yêu cầu chúng ta giải phương trình, thì tức là chúng ta phải đi tìm tập nghiệm của phương trình đó là gì. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm hiểu, được tìm hiểu về hai phương trình tương đương với nhau. Thì hai phương trình tương đương là hai phương trình mà có cùng tập nghiệm. Và người ta sẽ cùng dùng ký hiệu mũi tên hai chiều để chỉ hai phương trình tương đương với nhau. Và cái này đọc là tương đương. Chào tất cả các bạn, rất vui khi lại được gặp các bạn trong video lần này. Ở video lần trước thì cô đã hướng dẫn các bạn đi tìm hiểu lý thuyết của bài 1 mở đầu về phương trình. Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu sang phần bài tập của bài 1. Thì trong video lần này, cô sẽ dẫn các bạn đi giải quyết 5 bài tập trong sách giáo khoa. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu bài đầu tiên. Đó chính là bài 1 trang 6 sách giáo khoa. Bài 1 yêu cầu như sau. Với mỗi phương trình sau, hãy xét xem x bằng âm 1 có là nghiệm của nó không? Người ta cho 3 phương trình. Phương trình A 4x trừ đi 1 bằng 3x trừ 2. Phương trình ở ý B, x cộng 1 bằng 2 nhân với x trừ 3. Phương trình ở ý C, 2 nhân với x cộng 1. Sau đó cộng với 3 bằng 2 trừ đi x. Bây giờ muốn biết giá trị x bằng âm 1 có là nghiệm của 3 phương trình này hay không? Thì bây giờ chúng ta cùng nhau nhắc lại phần lý thuyết mà hôm trước cô vừa cho các bạn ôn tập xong. Muốn xét xem x bằng a có là nghiệm của phương trình hay không, ta sẽ làm như sau. Các bạn nhắc lại cho cô 3 bước nào. Thì chúng ta sẽ làm theo 3 bước. Bước thứ nhất là tính giá trị hai vế của phương trình khi x bằng a. Sau khi tính giá trị hai vế rồi thì các bạn làm đến bước thứ hai là so sánh giá trị của hai vế cho cô. Sau đó chúng ta chuyển sang bước thứ ba là kết luận. Nếu giá trị hai vế của phương trình mà bằng nhau thì khi đó chúng ta kết luận giá trị x bằng a là nghiệm của phương trình. Còn ngược lại, nếu hai giá trị hai vế của phương trình mà không bằng nhau thì chúng ta kết luận giá trị x bằng a này không phải là nghiệm. Bây giờ áp dụng các bước này, chúng ta cùng nhau làm bài tập 1. Chúng ta xét phương trình thứ nhất trước. Khi x bằng âm 1, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tính giá trị vế trái và vế phải của phương trình này. Thì trước tiên nhìn vào cái phương trình ở ý A, 4x trừ 1 bằng 3x trừ 2. Bây giờ các bạn hãy cho cô biết phương trình này vế trái là biểu thức nào và vế phải là biểu thức nào. Thì đã thấy vế trái của cái phương trình này chính là biểu thức 4x trừ 1, còn vế phải chính là biểu thức 3x trừ 2. Như vậy bây giờ chúng ta thay giá trị x bằng âm 1 này vào vế trái. Thì khi x bằng âm 1 ta sẽ có vế trái sẽ bằng là 4 nhân với âm 1. Đây chỗ này x chúng ta thay bằng âm 1 cho cô. Như vậy chúng ta sẽ có là 4 nhân với âm 1 trừ đi 1. 4 nhân với âm 1 thì bằng âm 4, âm 4 trừ đi 1 thì bằng âm 5. Tương tự như vậy chúng ta sẽ tính vế phải. Thì chúng ta sẽ có vế phải sẽ bằng là đây, vế phải đây. Vế phải là 3 nhân với x trừ đi 2. Thì chỗ này có x chúng ta sẽ thay bằng âm 1 cho cô. Như vậy chúng ta sẽ có vế phải sẽ bằng là 3 nhân với âm 1 trừ đi 2. Chúng ta thực hiện phép nhân trước. 3 nhân với âm 1 thì bằng âm 3. Âm 3 trừ đi 2 chính bằng âm 5. Như vậy quan sát giá trị hai vế khi chúng ta vừa thay giá trị x bằng âm 1 vào thì thấy là giá trị hai vế bằng nhau. Ta thấy vế trái bằng với vế phải tại vì cùng có giá trị là âm 5. Như vậy thì chúng ta sẽ kết luận giá trị x bằng âm 1 là nghiệm của phương trình ý A này. Tương tự như vậy, bây giờ chúng ta làm ý B.
Quan sát phương trình ở ý B, x cộng 1 bằng 2 nhân với x trừ 3. Thì em thấy này, vế trái của phương trình này chính là biểu thức x cộng 1. Còn vế phải chính là 2 nhân với x trừ đi 3. Bây giờ chúng ta sẽ thay giá trị x bằng âm 1 vào hai vế của phương trình này. Thì ta sẽ có vế trái sẽ bằng là, đây chỗ này có x, chúng ta thay bằng âm 1 cho cô. Như vậy chúng ta sẽ có vế trái bằng là âm 1 cộng với 1 bằng 0. Còn vế phải, đây vế phải của biểu của phương trình này đây, thì ta sẽ có là 2 nhân với âm 1 trừ đi 3. Chúng ta sẽ có là âm 1 trừ đi 3 thì chính bằng âm 4, âm 4 nhân 2 chính bằng âm 8. Bây giờ các bạn so sánh giá trị hai vế cho cô. Thì ta thấy là vế trái thì có giá trị bằng 0, còn vế phải có giá trị bằng âm 8. Như vậy thấy là vế trái khác vế phải, tại vì kha 0 này khác với âm 8. Như vậy chúng ta sẽ kết luận giá trị x bằng âm 1 không thỏa mãn phương trình. Hay nói cách khác, giá trị x bằng âm 1 không phải là nghiệm, không là nghiệm của phương trình B này. Tương tự như vậy, chúng ta cùng nhau làm ý C. Ý C chúng ta sẽ có phương trình là 2 nhân với x cộng 1 cộng với 3 bằng 2 trừ đi x. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tính giá trị hai vế của phương trình này khi x bằng âm 1. Thì ở trong phương trình này chúng ta sẽ có vế trái là biểu thức là 2 nhân với x cộng 1, sau đó cộng với 3. Còn vế phải là biểu thức 2 trừ đi x. Như vậy khi x bằng âm 1 thì chúng ta sẽ có giá trị của vế trái sẽ bằng là 2 nhân với âm 1 cộng 1, sau đó cộng với 3. Chúng ta sẽ tính giá trị trong ngoặc trước. Âm 1 cộng 1 thì bằng 0, 0 nhân 2 bằng 0, 0 cộng 3 thì chính bằng 3. Tương tự chúng ta có vế phải, đây vế phải đây, thì nó sẽ có là 2 trừ đi trừ 1. Trừ với trừ thành cộng, như vậy chỗ này sẽ thành là 2 cộng với 1 thì chính bằng 3. À, sau khi tính giá trị hai vế rồi thì ta thấy là giá trị hai vế bằng nhau. Ta thấy vế trái bằng với vế phải, tại vì cùng có giá trị bằng 3. Như vậy chúng ta sẽ kết luận được là x bằng âm 1 là nghiệm của phương trình IC. Như vậy ở bài toán 1 này thì qua quá trình tính toán thì đã thấy là giá trị x bằng âm 1 này là nghiệm của phương trình ý A và phương trình ý C, còn nó không là nghiệm của phương trình ý B. Tiếp theo chúng ta cùng nhau làm bài tập 2 trong sách giáo khoa. Bài 2 yêu cầu như sau. Trong các giá trị t bằng âm 1, t bằng 0 và t bằng 1, giá trị nào là nghiệm của phương trình t cộng 2 tất cả bình phương bằng 3t cộng 4? Thì đối với bài tập này, chúng ta làm tương tự như bài tập 1. Chúng ta sẽ thay lần lượt giá trị t bằng âm 1, t bằng 0, t bằng 1 vào hai vế của phương trình này. Sau đó chúng ta tính giá trị hai vế rồi so sánh. Nếu giá trị nào làm cho hai vế của phương trình này bằng nhau thì giá trị t đó chính là nghiệm của phương trình. Chúng ta cùng nhau đi xét giá trị 1, từng giá trị 1. Trước tiên chúng ta sẽ xét giá trị t bằng âm 1. Với t bằng âm 1 thì ta sẽ có là, đây các bạn nhìn vào cái phương trình, người ta cho là phương trình t cộng 2 tất cả bình phương bằng 3t cộng 4. Thì trước tiên chúng ta xác định cho cô vế trái và vế phải của phương trình này đã. Thì ta có vế trái của phương trình này là t cộng 2 tất cả bình phương, còn vế phải là 3t cộng 14. Như vậy khi t bằng âm 1 thì chúng ta sẽ có vế trái đây, đây chính là vế trái này, thì sẽ bằng là âm 1 cộng với 2 tất cả bình phương. Chúng ta tính trong ngoặc trước, âm 1 cộng với 2 thì chính bằng 1, 1 bình thì chính bằng 1. Như vậy vế trái có giá trị bằng 1. Tương tự vế phải của chúng ta là 3t cộng 4. Như vậy khi thay giá trị t bằng âm 1 vào thì ta sẽ được vế phải bằng là 3 nhân với âm 1, sau đó cộng với 4. Thì 3 nhân với âm 1 là bằng âm 3, âm 3 cộng với 4 chính bằng 1. À, sau khi tính giá trị hai vế rồi thì nhìn vào giá trị hai vế ta thấy rằng là vế trái bằng với vế phải, tại vì cùng bằng, có giá trị bằng 1. Như vậy chúng ta sẽ kết luận là, vậy t bằng âm 1 là nghiệm của phương trình t cộng 2 tất cả bình phương bằng 3t cộng 4. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ tính giá trị t bằng 0.
Vậy t bằng 0 thì ta sẽ có về trái sẽ bằng là 0 cộng với 2 tất cả bình phương. 0 cộng với 2 thì bằng 2, 2 bình thì chính bằng 4. Tương tự chúng ta sẽ có về phải. Về phải đây chính bằng là 3 nhân với 0 cộng với 4. 3 nhân với 0 thì bằng 0, 0 cộng 4 thì chính bằng 4. À, sau khi tính giá trị hai vế của phương trình với t bằng 0 thì đã thấy là vế trái bằng với vế phải tại vì cùng có giá trị bằng 4. Như vậy chúng ta cũng kết luận được là giá trị t bằng 0 là nghiệm của phương trình t cộng 2 tất cả bình bằng 3t cộng 4. Bây giờ chúng ta xét xem giá trị cuối cùng là t bằng 1 có là nghiệm của phương trình này hay không nhé. Với t bằng 1 thì ta sẽ có là vế trái sẽ bằng là 1 cộng với 2 tất cả bình phương. Chúng ta tính biểu thức trong ngoặc trước. 1 cộng 2 bằng 3. 3 bình thì chính bằng 9. Tiếp theo chúng ta sẽ có vế phải. Vế phải đây. Vế phải chính bằng là 3 nhân với 1 cộng với 4. 3 nhân 1 bằng 3. 3 cộng 4 bằng 7. Như vậy nhìn vào giá trị hai vế này thì đã thấy là vế trái thì khác với vế phải tại vì 9 khác với 7. Như vậy chúng ta sẽ kết luận là giá trị t bằng 1 không là nghiệm của phương trình t cộng 2 tất cả bình bằng 3t cộng với 4 tại vì giá trị hai vế này không bằng nhau khi chúng ta thay giá trị t bằng 1 vào. Như vậy là cô vừa hướng dẫn các bạn làm xong bài tập thứ 2 trong sách giáo khoa. Bây giờ chúng ta cùng nhau làm bài tập số 3. Bài tập số 3 yêu cầu như sau. Xét phương trình x cộng 1 bằng 1 cộng x, ta thấy mọi số đều là nghiệm của nó. Người ta còn nói phương trình này nghiệm đúng với mọi x. Hãy cho biết tập nghiệm của phương trình đó. Bài này thì tương tự như một cái hỏi chấm mà cô đã hướng dẫn các bạn làm ở trong cái video lần trước đúng không? Bây giờ chúng ta cùng nhau làm bài tập số 3 nhé. À, các bạn quan sát vào cái phương trình x cộng 1 và 1 cộng x, ta thấy hai vế của phương trình này là của cùng một biểu thức đúng không? Như vậy là cái phương trình này nghiệm đúng với mọi x. Thì ta thấy là vì phương trình x cộng 1 và 1 cộng x nghiệm đúng với mọi x thuộc R. Lưu ý nhé, là nó nghiệm đúng với mọi x thuộc R. Tức là với bất kỳ giá trị nào của x thuộc R thì nó cũng đều là nghiệm của cái phương trình này. Như vậy thì tập nghiệm của phương trình này chính là S chính bằng R, nó chính bằng tập số thực luôn. Như vậy bài này quá đơn giản đúng không? Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau làm bài tập số 4 trong sách giáo khoa trang 7. Bài tập số 4 yêu cầu như sau. Nối mỗi phương trình sau về các nghiệm của nó theo mẫu. Ở đây người ta sẽ có 3 phương trình A, B, C và người ta có 3 giá trị x bằng âm 1, 2, 3. Bây giờ chúng ta phải xét xem là các giá trị này này, âm 1, 2, 3 là nghiệm của phương trình nào trong 3 phương trình này. Thì cũng giống như bài kia đúng không? Bây giờ để biết giá trị nào là nghiệm thì chúng ta sẽ làm như sau. Các bạn thay lần lượt cho cô 3 giá trị này vào từng phương trình một. Nếu giá trị nào làm cho hai vế của phương trình bằng nhau thì giá trị đó chính là nghiệm. Thế thấy này, giá trị âm 1 này chính là nghiệm của phương trình C. Bây giờ chúng ta thay thử lại xem đúng không nhé. Phương trình ở ý C này thì ta thấy nó có vế trái là x bình trừ 2x trừ 3, còn vế phải của giá trị là 0. Bây giờ chúng ta sẽ thay giá trị âm 1 này, x bằng âm 1 này vào vế trái thì ta thấy là gì nhỉ? Âm 1 tất cả bình trừ đi 2 nhân với âm 1 trừ đi 3 thì ta thấy âm 1 tất cả bình thì chính bằng 1 trừ 2 nhân với 1 thì chính bằng trừ 2 nhân với âm 1 thì chính bằng là dương 2. Như vậy 1 cộng 2 bằng 3, 3 trừ 3 là bằng 0. Như vậy vế trái bằng với vế phải. Như vậy x bằng âm 1 chính là nghiệm của phương trình C. Tương tự như vậy các bạn thử lần lượt hai giá trị này vào phương trình C này thì thấy hai giá trị này không là nghiệm của phương trình C. Rồi tiếp theo ta thấy này,
Đấy chị, x bằng 2 chính là nghiệm của phương trình ở ý A. Bây giờ chúng ta thay thử lại cho đúng nhé. Thế thế là gì nhỉ? 3 nhân với lại 2 trừ đi 1. 2 trừ 1 bằng 1, 1 nhân 2 bằng 1 nhân 3 bằng 3. Như vậy phía trái của chúng ta bằng 3. Phía phải chúng ta sẽ có là 2 nhân 2 bằng 4. 4 trừ 1 bằng 3. À như vậy phía trái bằng phía phải. Như vậy là chị x bằng 2 là nghiệm của phương trình A đúng không? Tương tự giá trị 3. 3 này xem có phải là nghiệm của phương trình thứ ý bên này không nhá. Ta có là gì nhỉ? Thay vào thì ta thấy là x bằng 3 đúng không? Thì ta thấy là x cộng với lại 1 thì chỗ này thay bằng 3 cộng 1 bằng 4. Như vậy về trái bằng 1 phần 4. Với phải nó sẽ có là 1 trừ đi 3 phần 4. À 1 trừ đi 3 phần 4 thì chính bằng 1 phần 4. Như vậy về trái bằng với phải. Như vậy giá trị 3 này là nghiệm của phương trình B. Như vậy là cô đã dẫn các bạn làm xong bài 4 trong sách giáo khoa. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu bài cuối cùng. Đó chính là bài 5 trong sách giáo khoa. Bài 5 người ta yêu cầu như sau. Hai phương trình x bằng 0 và x nhân với x trừ 1 bằng 0 có tương đương không? Vì sao? À, để làm được bài này thì các bạn phải nhắc lại cho cô thế nào là hai phương trình tương đương. Thì ở video lần trước cô đã cho các bạn tìm hiểu rồi đúng không? Thì hai phương trình tương đương chính là hai phương trình mà có cùng tập nghiệm. À vậy thì bây giờ muốn biết phương trình x bằng 0 và phương trình x nhân với x trừ 1 bằng 0 có tương đương với nhau hay không thì chúng ta phải tìm tập nghiệm của hai phương trình. Sau đó so sánh tập nghiệm này, nếu tập nghiệm của chúng mà bằng nhau thì hai phương trình này tương đương với nhau. Và ngược lại, nếu tập nghiệm của hai phương trình này mà không bằng nhau thì tức là hai phương trình này không tương đương với nhau. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu, tìm tập nghiệm của phương trình thứ nhất. Ta thấy phương trình x bằng 0 này thì nó chỉ có một một nghiệm là x bằng 0 thôi, có duy nhất một nghiệm là x bằng 0 thôi. Như vậy tập nghiệm của nó chỉ gồm có một phần tử là s bằng 0. Tiếp theo phương trình thứ hai, x nhân với x trừ đi 1 bằng 0. Thì ta thấy này, phương trình này sẽ có hai nghiệm. Nghiệm thứ nhất là x bằng 0, nghiệm thứ hai là x trừ 1 bằng 0 thì x sẽ bằng là 1. Như vậy phương trình này có hai nghiệm. Như vậy tập nghiệm của nó thì sẽ có hai phần tử. Như vậy phương trình x nhân với x trừ 1 bằng 0 này có tập nghiệm là s sẽ bằng là 0.1. À như vậy sau khi tìm được tập nghiệm rồi thì các bạn hãy so sánh cho cô nào. So sánh thì ta thấy rằng là gì nhỉ? Tập nghiệm của phương trình thứ nhất là x bằng 0 này chỉ có một phần tử thôi. Còn tập nghiệm của phương trình thứ hai này thì có hai phần tử 0 và 1. Như vậy hai cái tập nghiệm này nó không giống nhau. Như vậy chúng ta kết luận gì về hai phương trình này? Hai phương trình này có tương đương với nhau hay không? À, không tương đương với nhau tại vì chúng không cùng tập nghiệm. Như vậy chúng ta sẽ kết luận được là vậy hai phương trình này không tương đương. À như vậy là cô đã dẫn các bạn đi tìm hiểu, đi giải quyết xong 5 bài tập ở trong sách giáo khoa rồi, đúng không? Như vậy bài học đến đây là kết thúc. Hẹn gặp các bạn vào video lần sau. Chúc các em học